Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Ta nhìn xem, này, trên vòng khung giang ra trên đầu các cherubim, có vật gì như là đá bích ngọc, hình trạng như hình cái ngai. Ngài bèn phán cùng người mặc vải gai rằng, hãy vào trong các khoảng bánh xe quay chóng ở dưới cherubim, khá từ giữa các cherubim, lấy những than lửa đỏ bỏ đầy cả hai tay ngươi, rồi rải ra trên thành này. Người ấy vào nơi đó trước mặt ta. Khi người vào, thì các cherubim đứng bên hữu nhà, mây đầy hành lang trong. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ cherubim, đứng nơi ngạch cửa nhà. Nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va. Tiếng của những cánh cherubim vang ra đến hành lang ngoài, giống như tiếng của Đức Chúa Trời toàn năng khi Ngài phán. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho người mặc vải gai rằng, hãy lấy lửa từ giữa khoảng các bánh xe quay chóng giữa các cherubim, thì người vào và đứng bên một bánh xe. Rồi một cheru từ giữa các cherubim giơ tay ra đến lửa giữa các cherubim và lấy lửa đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người này tiếp lấy rồi thì ra. Vả, nơi dưới cánh các cherubim có tỏ ra hình một cái tay người. Ta còn nhìn xem, này, có bốn bánh xe kề bên các cherubim, một bánh xe kề một cheru và một bánh xe khác kề một cheru khác. Hình trạng những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Theo như hình trạng các bánh xe ấy, bốn cái có đồng, một hình như một bánh xe ở trong bánh xe. Khi chúng nó đi tới, đều đi bốn phía mình. Khi đi, chẳng xây lại. Tùy theo cái đầu hướng về bên nào, thì chúng nó đi theo. Khi đi, chẳng xây lại. Cả mình các cherubim, lưng, tay, cánh, bánh xe, khắp chung quanh đều đầy những mắt, tức các bánh xe mà bốn cherubim ấy có. Bây giờ, ta nghe gọi bánh xe ấy là bánh xe quay chóng. Mỗi cheru có bốn mặt. Thứ nhất là mặt cheru, thứ nhì mặt người, thứ ba mặt sư tử, thứ tư mặt chim ưng. Đoạn các cherubim dấy lên, ấy là vật sống mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba. Khi các cherubim đi, thì các bánh xe đi kề chúng nó. Khi các cherubim xòe cánh để dấy lên khỏi đất, thì các bánh xe không quay khỏi bên chúng nó. Khi các cherubim dừng lại, các bánh xe cùng dừng lại. Khi dấy lên, cùng dấy lên, vì thần của vật sống ấy ở trong các bánh xe vậy. Sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các cherubim. Các cherubim xòe cánh dấy lên khỏi đất mà ra trước mắt ta, và các bánh xe ở kề nó. Chúng nói dừng nơi lối vào cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel ở trên chúng nó. Ấy đó là vật sống mà ta thấy dưới Đức Chúa Trời của Israel trên bờ sông Kê-ba, và ta biết nó là cherubim. Mỗi cheru có bốn mặt và bốn cánh, dưới cánh có hình như tay người. Về phần hình trạng của các mặt nó, ấy là những mặt mà ta thấy trên bờ sông Kê-ba, cả hình trạng và chính mình chúng nó, và chúng nó đều đi thẳng tới trước. Chương 11. Vả lại, thần cất ta lên và đem đến cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, là cửa ở về phía đông. Này, nơi lối vào cửa có 25 người. Giữa bọn đó, ta thấy có Gia-a-sa-nia, con trai A-xua, và Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia, đều là quan trưởng của dân. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, đó là những người toan tính sự gian ác, bày đặt mưu gian trong thành này. Chúng nó nói rằng,
hiện nay chưa gần kỳ xây nhà. Thành này là nồi, chúng ta là thịt. Vậy nên, hãy nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Hỡi con người, hãy nói tiên tri đi. Thần của Đức Giê-hô-va bèn đổ trên ta và phán rằng, hãy nói đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi nhà Israel, các ngươi đã nói làm vậy, vì ta biết những sự nghĩ trong trí các ngươi. Các ngươi đã giết rất nhiều người trong thành này và làm đầy xác chết trong các đường phố nó. Cho nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Những kẻ bị giết mà các ngươi đã để ở giữa thành, ấy là thịt, mà thành là nồi, còn các ngươi sẽ bị đem ra khỏi giữa nó. Các ngươi sợ gươm dao, ta sẽ khiến gươm dao đến trên các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa thành này, sẽ phó các ngươi trong tay dân ngoại và làm sự đoán phạt giữa các ngươi. Các ngươi sẽ ngã bởi gươm. Ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Israel. Các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thành này sẽ chẳng làm nồi cho các ngươi. Các ngươi sẽ chẳng làm thịt giữa nó. Ta sẽ đoán xét các ngươi trong bờ cõi Israel. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì các ngươi đã không bước theo lề luật ta, không giữ theo mạng lệnh ta, nhưng đã làm theo mạng lệnh các nước chung quanh mình. Vả, trong khi ta nói tiên tri, thì Phê-la-tia, con trai Benaya chết. Ta bèn ngã sấp mặt xuống và kêu lớn tiếng rằng: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài hầu diệt hết dân sót của Israel hay sao? Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: Hỡi con người, dân cư thành Jerusalem đã nói cùng anh em ngươi, chính anh em ngươi, là những kẻ bà con ngươi và cả nhà Israel, hết cả mọi người, rằng: Hãy lìa xa Đức Giê-hô-va, đất này đã được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vậy nên khá nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Phải, ta đã dời chúng nó nơi xa trong các dân tộc, đã làm tan tác chúng nó trong nhiều nước. Ta còn sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Vậy nên hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Israel cho các ngươi. Chúng nó sẽ đến đó và sẽ trừ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của nó khỏi đó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt, để chúng nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Nhưng những kẻ để lòng bước theo sự ham mê của vật đáng ghét và những sự gớm ghiếc, thì ta sẽ làm cho đường lối chúng nó đổ lại trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ các cherubim xè cánh lên và có các bánh xe ở bên nó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel cũng ở trên chúng nó. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi ở phía đông thành. Thần cất ta lên, và trong sự hiện thấy, ta bị thần của Đức Chúa Trời đem đi trong canh đê, đến nơi những kẻ phu tù. Sự hiện thấy đã hiện ra cho ta, bèn lên khỏi ta. Bây giờ ta thuật lại cho những kẻ phu tù mọi sự mà Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết. Chương 12. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi ở giữa nhà loạn nghịch. Chúng nó có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì ấy là nhà loạn nghịch. Vậy hỡi con người, ngươi khá sửa soạn đồ vật dời đi, và dời đi giữa ban ngày cho chúng nó xem. Trước mắt chúng nó, hãy từ nơi ngươi ở mà dời đi chỗ khác. Chúng nó dầu là nhà loạn nghịch, có lẽ sẽ nghĩ lại chăng. Ngươi khá đem đồ vật mình như đồ vật của kẻ dời đi giữa ban ngày trước mắt chúng nó. Chính mình ngươi ra đi về buổi chiều trước mắt chúng nó như kẻ đi đài. Cũng ở trước mắt chúng nó, ngươi khá xoay một cái lỗ qua tường, rồi từ lỗ đó đem đồ vật ra. Trước mắt chúng nó, ngươi để đồ vật lên vai
và đem đi lúc trời tối. Ngươi khá che mặt, đặng không thấy đất này, vì ta đã đặt ngươi làm một dấu cho nhà Israel. Ta làm theo lời Chúa đã phán dặn, mang đồ vật đi giữa ban ngày như đồ vật kẻ dời đi. Đến chiều, ta lấy chính tay mình mà soi tường. Ta đem đồ vật đi trong lúc tối và vác trên vai ta trước mắt chúng nó. Sớm mai, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, nhà Israel là nhà loạn nghịch ấy, há chẳng từng hỏi ngươi rằng, ngươi làm gì? Hãy trả lời cho chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, gánh nặng này chỉ về vua trong Giê-ru-sa-lem cùng cả nhà Israel ở trong đó. Ngươi khá nói rằng, ta là điềm cho các ngươi. Chúng nó sẽ gặp điều như ta đã làm, sẽ đi đày, sẽ đi làm phu tù. Vua giữa chúng nó sẽ vác trên vai mình mà đi ra trong lúc tối. Chúng nó sẽ đục lỗ qua tường để mang đồ ra. Người sẽ che mặt, vì mắt người sẽ không thấy đất này. Ta cũng sẽ giăng lưới ta trên người, người sẽ mắc vào bẫy ta. Và ta sẽ đem người qua Babylon là đất của người canh đê. Nhưng người sẽ không thấy đất ấy, dầu chết tại đó. Những kẻ ở xung quanh người để giúp người và các đạo binh người, thì ta sẽ làm cho tan ra mọi gió và ta sẽ tuốt gươm mà đuổi theo. Khi ta làm tan tác chúng nó trong các dân tộc và rải ra trong các nước, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Dầu vậy, ta sẽ chừa lại một số ít trong chúng nó thoát khỏi gươm dao, đói kém, ôn dịch, đặng chúng nó có thể thuật lại mọi sự gớm ghiếc của mình trong các dân mà chúng nó sẽ đến ở, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: hỡi con người, ngươi khá ăn bánh trong sự kinh khủng, uống nước với sự run rẩy và sợ hãi. Ngươi khá nói cùng dân trong đất rằng, này là điều mà Chúa Giê-hô-va phán về dân cư Giê-ru-sa-lem, về đất của Israel. Chúng nó sẽ ăn bánh trong sự sợ hãi và uống nước trong sự kinh khủng, đặng đất này bị hoang vu, mất hết của cải bởi cớ sự cường bạo của cả dân cư đó. Các thành đông dân sẽ trở nên gò đống, đất sẽ bị hoang vu, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: hỡi con người, các ngươi có một lời tục ngữ trong đất của Israel rằng, những ngày kéo dài, mọi sự hiện thấy chẳng ứng nghiệm. Lời ấy nghĩa là gì? Ấy vậy, hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ làm cho lời tục ngữ ấy dứt đi, không ai dùng nó làm tục ngữ nữa trong Israel. Song khá nói cùng chúng nó rằng, những ngày gần đến, mọi sự hiện thấy hầu ứng nghiệm. Thật, sẽ chẳng còn có một sự hiện thấy nào là giả dối, hoặc một sự bói khoa nào là a-dua trong nhà Israel. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nói, và lời ta nói sẽ làm thành, không hoãn lại nữa. Hỡi nhà loạn nghịch, ấy là đang ngày các ngươi mà ta sẽ rao lời tiên tri và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: hỡi con người, nhà Israel có kẻ nói rằng, sự hiện thấy của người này thấy là chỉ về lâu ngày về sau, và người nói tiên tri về thời còn xa. Vậy nên hãy nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: chẳng có lời nào của ta sẽ hoãn lại nữa, song lời ta nói sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 13. Đoạn: tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu. Trên những sừng có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Một cái trong các cái đầu nó
như bị thương đến chết. Nhưng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng: ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai, hãy nghe. Nếu ai bắt người làm phù tù, chính mình sẽ bị làm phù tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhịn nhục và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được, và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người. Số nó là 666. Chương 14. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 14 vạn 4 ngàn người, đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sanh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có 14 vạn 4 ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng: Babylon lớn kia đã đổ rồi, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa.
Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa, có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở trong thùng chảy ra. Huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm. Chương 15. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha ly đó mà nâng đờn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Thi Thiên 86. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghiêng tai qua nhậm lời tôi, vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy cứu kẻ tôi tới Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin thương xót tôi, vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tới Chúa, vì Chúa ơi, linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dù nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa, vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi.
chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đoái xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tớ Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.